Thì tôi đã nói rồi, cúng chay hay cúng mặn, thật ra trong cái 49 ngày các con vẫn đang có những cái tưởng thức, nghĩ rằng mình vẫn ăn vẫn uống bình thường, vẫn đòi cúng thịt gà, cúng cá, cúng tôm, cúng những cái đồ ăn mặn. Nhưng thực tế họ có dùng hay không? Không, mà họ chỉ nhìn bằng mắt thôi. Vậy thì chúng ta có nên cúng những cái thứ đấy để rồi người ta mãi bấu chấp cái cuộc sống đời thường đấy, thụ thực với những cái đồ ăn thông thường hay không? Thực ra không nên. Có thể linh hồn sẽ khó chịu mất mấy ngày, nhưng không sao cả. 3 ngày đầu chúng ta chiều bữa ăn chúng ta vẫn mời một chút thôi, nhưng đã khi mở cửa mà đi về nhà rồi thì chúng ta hoàn toàn cứ cúng chay và cúng cơm, cúng muối, cúng gừng. Và khi mời á thì chúng ta không quá cao siêu, thưa các quý vị, chúng ta chắp tay, chúng ta lạy trời lạy Phật, chúng ta lạy ông thần linh sứ giả ở nơi an táng mộ, đặt tên của người mất nơi địa chỉ an táng để cho chúng con được phép mời vong linh này về tại địa chỉ ở tại nhà này. Đó, xong cái nghi lễ với thánh thần xong thì chúng ta quay lại. Mẹ ơi, con mời mẹ đến giờ ăn rồi, mẹ về ăn cơm với chúng con. Đấy. Hoặc là bố ơi, bố về ăn cơm, ông ơi, cháu mời ông về. Đó. Chứ chúng ta không phải chắp tay. Tôi đã nói chuyện với một cháu mà bị chết ở Hồ Ba Bể, con của một vị lãnh đạo ở bưu điện. Cháu về cháu khóc, cháu bảo con không muốn như thế, con muốn ôm mẹ, con muốn mẹ ôm con, chứ tại sao mẹ cứ chắp tay đứng trước bàn thờ con mẹ lạy, con không muốn như vậy. Nó hỏi là mắm đâu, cậu muốn mắm ra đây để mắm mời cậu ăn bơm bơm như mọi khi, chứ tại sao mắm cũng lạy. Tức là trong vòng 49 ngày cái linh hồn đấy họ vẫn quen với những cái gì đang sống á, và không muốn là chắp tay lạy. Mẹ ơi xa cách lắm, mẹ đừng làm thế. Rồi sau đấy thì bảo vậy thì hành động gì? Xong rồi nó bảo hãy lấy tay xoa lên ảnh của con, ba xoa mặt con đi. Thế là ông bố suýt thì tăng xong, bởi vì đấy là hành động mà đứa con thích nhất. Và mỗi lần ông gặp, ông cứ xoa lên mặt con. Tông nhân con hôm nay đi đâu về mồ hôi nhễ nhại thế này, sao tóc tai cứ để thế này, tóc tốt quá. Ví dụ như thế. Thì cái vong đấy rất là muốn như vậy. Đấy, và có một ông bố ở bệnh viện cũng vậy. Bích Hằng ơi, sao nó cứ đứng nó cúng cái gì ấy, mà bác bảo nó phải gọi bác, chỉ cần gõ vào bàn lên để bye bye, ba về đi, bữa ăn rồi, nhà mình ăn cơm đấy. Và ngoài cái để mâm trên bàn thờ nha, chúng ta nhớ rằng bên cạnh mâm cơm để một cái bát và một đôi đũa không. Trong cái mâm cơm gia đình ngồi ăn thông thường ấy, ngoài cái cúng ở trên rồi thì chúng ta nên để một cái bát, một đôi đũa không cho người mất, bởi vì lúc đó họ rất muốn được ngồi chung với gia đình, họ rất muốn đấy. Và chúng ta để tượng trưng thôi, để họ nghĩ rằng họ vẫn đang là một thành viên trong gia đình, để bớt cái sầu bi khi họ đang ở cái cõi, họ mới xuống cái cõi đấy. Đó. Câu hỏi tiếp theo là gần chùa có gia đình hiện đang ở lên phần đất chùa, dẫn đến trong gia đình bố mẹ liệt giường nhiều năm, 3 con trai thì 2 điên phải xích, 1 thì ngớ ngẩn, 3 con gái thì đều mắc bệnh. Vậy xin nhà ngoại cảm có phương pháp nào giúp gia đình qua việc bất hạnh trên không? Tôi đã nói ở trong bài nói chuyện rồi đấy, là khi mà lấn chiếm đất đền đất chùa thì cái quả báo như thế nào. Vâng, và cái việc ấy phải làm để giúp gia đình họ. Họ đã nghèo, họ đã khổ, có nhất thiết bây giờ chúng ta phải yêu cầu họ dọn ra khỏi nhà hay không? Những việc làm đấy có nên không, thưa quý vị? Không nên. Không nên. Chỉ trừ khi nhà chùa hoặc các Phật tử góp tiền xây cho họ một cái ngôi nhà khác ở chỗ khác. Chứ còn bây giờ cứ bắt người ta phải trả đất chùa mà đuổi người ta ra khỏi nhà, việc đấy Phật không dạy. Đó là việc đấy đi trái ngược với đạo lý và đạo đức. Đạo lý của nhà Phật và đạo đức của người Phật tử. Không được. Không được. Nhưng chúng ta làm gì khi mà chúng ta bị ai đó lấy cái gì đó hoặc làm cho chúng ta tức tối, giận? Chúng ta phải tìm mọi cách, bực mình lắm rồi, phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Và hành động mà người ta làm khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta cảm thấy là chút được gánh nặng, bỏ được giận hơn, chính là cái người ấy, cái người gây tội lỗi đấy nhận ra tội, nhận ra lỗi của mình và đến xin lỗi chúng ta, và có những hành động để chuộc lỗi.
đó. Vậy thì cái việc này cũng vậy, chỉ cần gia đình Phật tử ấy người ta phát tâm, và ai là người sẽ như một cái phiên tòa để tuyên bố cái việc đó, để chút được cái gánh nặng đó. Bây giờ hàng hà sa số các linh hồn Phật tử đang ở xung quanh trừng trị cái nhà chiếm đất chùa này. Vâng, và các Phật tử chỉ buông tha khi chính trụ trì của cái chùa đấy. Có thể bây giờ là một vị trụ trì mới tinh, không phải là cái vị trụ trì cũ ở cái thời điểm mà nhà người ta chiếm đất chùa, nhưng phải là vị trụ trì chùa đứng lên làm cái lễ cho gia đình người kia được sám hối, và cũng xin thỉnh lễ trước Tam Bảo Phật Đường, và thỉnh với các Phật tử, báo với các Phật tử rằng nhà chùa hỷ xả cho họ, hỷ xả và không chấp cái việc đó nữa. Thì bây giờ nhà người ta đã khổ cùng, khổ tận rồi, thì hãy hỷ xả cho họ, buông tha cho họ. Vâng, và khi chúng ta làm được việc đó thì tự nhiên cái nghiệp của nhà kia coi như được tòa ân xá rồi. Đấy, nhưng mà phải đích danh cái người ở vị chủ trì của chùa đấy có cái lời nói như vậy, thì các Phật tử, các linh hồn họ đang bắt phạt nhà kia, họ sẽ buông, họ sẽ buông và từ từ sẽ tháo gỡ cho gia đình kia, và sau này ấy, thì họ sẽ có cơ hội để họ có thể chuyển rời chỗ hoặc ABC đó. Thì cái đấy là cái chúng ta nên làm như vậy. Câu hỏi tiếp là ông bà